Đấy. Bây giờ bánh sinh nhật của mình, bọn mình sẽ là bánh chưng. Bữa sinh nhật xa hoa nhất khi anh em xa nhà. Tất cả anh em đều đang làm việc ở Doha Qatar. Đấy, chính vì vậy là sinh nhật của Công là ngày hôm nay, ngày chuẩn. Còn anh Phát là sinh nhật ngày hôm qua. Hôm nay là anh em gọi là tổ chức sinh nhật muộn có ngày thôi. Tôi là tổ chức sinh nhật trước hơn năm. Hơn năm rưỡi. Đấy, đúng không? Đấy, chuẩn bị đây, bánh sinh nhật đây nè. Anh em thấy không? Bữa nay bánh sinh nhật nó đổ oách sạch luôn. Quá thèm luôn rồi. Đây là đồ uống nhá. Đấy, cốc tai, cốc tai có ga. Đây, cốc tai. Rượu vang, quên. Vang. Đấy, ok. Ôi, Công bỏ đi loại với. Em quay mà. À, ok. Cũng quay à. Đây. Để xem đây đi. Đây nhá, bánh sinh nhật này, anh em ạ. Đây là lạc, đúng không? Lạc giang húng lưu. Đây là nem chua đấy, anh em thấy xinh thịnh soạn không, uống với cả vàng đi còn thế đây nào là nem chua mà đây ông Câu ông lại luộc lại. Ông luộc em à? Nhầm. Đừng kêu luộc kêu đấy đi. Đây là nem chua anh em ạ, nhưng mà quá thèm luôn rồi. Em mình có bánh gì à? Sinh nhật Công nhá. Không phải bánh ngọt thì ba anh em lạc nem chua đấy. Mời các đại ca nhá. Rồi anh em chuẩn bị, bao giờ anh bảo hát thì anh em hát nhá. Nào ok anh em ơi. 2 1 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thổi đấy nào, thổi. Thổi đi cứ thổi đấy. Ok. Nhà mình thổi lại. Ôi hết rồi. Ok, chúc mừng sinh nhật Công nhá. Chúc mừng sinh nhật anh Phát. Ok. Ok. Vã nó chết. Bây giờ anh em bày cỗ này. Đầu tiên là bánh sinh nhật đã xong rồi đúng không? Bây giờ đến coi như là lạc húng lưu. Anh rót vang cho anh em đây. Vang là... Đây còn cốc nữa. Anh em có 3 cốc, mỗi anh em 1 là... cốc vang. Mọi người cứ tạm hiểu, đây là bánh gato nhá. Đấy, đây là kẹo nhá. Còn đây là bánh dài ngọt, bánh ngọt nhá. Còn đây là vang nhá. Đấy, còn mình đầy đủ luôn. Cái chân mày trắng của em đâu nhỉ? Đây, chân trắng của em ạ. À. Ui. À, Công ơi, làm mà ly vang. Anh mời Công ly vang. Anh phát không nhỉ? Anh được. Anh em mà uống vang. Ngon luôn. Ok anh em ơi. À, chúc mừng sinh nhật anh em ơi. Ok. Thầm quả nem. Nói chung là nhớ món ăn Việt Nam thật sự luôn. May hôm nay được tiếp tế quả, anh em thấy không? Quả này chấm tương ớt thì hết bài. Mỗi tội anh em phải uống để vang. Cục bia. Tuyệt vời.